Đây này, ai đây này? Ai? Ôi giỏi thế nhở? Con rất giỏi, thế ai đây con? Vâng, thế còn ai đây, ai vẽ bức tranh nhở? Bức tranh là ai nhở? Bác sĩ. Không đúng, không đúng, bác sĩ mà là gì nhở? Ôi giỏi thế, cái bạn này giỏi thật đấy nhở. Ai đây con? Con ơi, ai đây? Cô giáo. Ô, cô giáo đúng luôn. Thế con ai đây con? Cắt rau. Ôi, người nông dân cắt rau, cắt lúa con ạ, đấy là cắt lúa nhở. À, đây đứa này con này. Ai là con? Ai mà khám răng nhỉ? Khám răng là ai nhỉ? Đây là tên ạ. À đúng rồi, khám răng đấy. Khám răng là ai nhỉ? Nha. Ồ, chính xác nha chị. Thế ai là người lái máy bay? Mẹ đố con biết luôn. À đúng rồi, giơ tay như thế. Giơ tay, xin chào. Ai nhỉ? Ai lái máy bay nhỉ? Người lái máy bay là ai? À, con thích khám răng cơ à? Ừ, khám răng là nha sĩ rồi. Phi gì nhỉ? Phi gì là máy bay nhỉ? À, để chữ phi công à? Ôi, ôi giỏi thế. Phi công, đúng rồi, chính xác luôn. Đợi đợi ơi, mẹ đố con biết ai đây? Cô này khó lắm, phải suy nghĩ cơ. Ai đây nhỉ? Ai? Con không biết á. Ôi cô này khó lắm. Bạn đậu giả vờ mẹ nhé. Bạn đậu biết rồi, lúc nãy bạn đậu bảo mẹ rồi, xong bây giờ bạn đậu giả vờ cô không biết đâu. Đậu cô biết đâu. Ai nhở? Ai mà khám bệnh cho em bé, tiêm cho em bé luôn? Ai nhở? Bác sĩ. Ôi bác sĩ. Thế mẹ đố con biết tại sao bác sĩ lại tiêm cho em bé? Tại sao bác sĩ lại tiêm cho em bé nhở? Bởi vì em bé bị làm sao nhỉ? Bị ốm. À, bị ốm, đúng rồi, giỏi quá. Bị hú, con nào bị hú? Thôi, nhất cái nào không? Thợ xây, thợ xây nhà đấy. Thư ký, chúng hợp thì giống nhau. Người khác lộ, chính trị gia. Đầu bếp, thợ lái máy kéo. Thợ may, tài xế xe buýt. Thợ làm máy. Thợ gọi là thù, các đó. 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 Bác sĩ, cô giáo, giáo viên, nông dân, nha sĩ, phi công, phóng viên, thợ cắt tóc, tài xế taxi, kiến trúc sư, thợ chụp hình, thợ điện, thợ làm vườn, nhà khảo cổ, nhà công, thợ mộc, thợ quần tóc, mấy người muốn làm được.